Thưa quý vị và các bạn, để có một cây mai đẹp, khỏe mạnh thì người chơi mai thường sử dụng kỹ thuật ghép cành để nhân giống, tạo ra nhiều cây mai có sức chống chịu tốt, hoa đẹp và cho lợi nhuận cao. Giống như bao người chơi mai và kinh doanh loại cây mang dị Tết này, anh Trần Hữu Thiết ở phường 7, thành phố Tân An đã nghiên cứu tạo ra kỹ thuật ghép đầu cành và năm 2019 bắt đầu sử dụng kỹ thuật này và ghép tại vườn. Thì giải pháp này nó khác á, là nó ghép cái đầu cành này làm cho mình một á, là mình sẽ không phải chờ đợi thời gian. Vì vấn đề thời gian không chờ đợi. Thứ hai á, là mình nhân giống được số lượng nhiều, nhanh. Thứ ba là mình sẽ làm cái tàn của cái cây mai ghép này nó đẹp, nó lẹ và nó sẽ được cái độ hoa với cái độ thơm của bông nó đạt cao hơn. Hoa lộ trổ lâu tàn hơn, nếu mà ghép vô túi quý khoảng 3 ngày mới tàn một cái bông á. Thì cây có thể trổ khoảng nửa tháng. Theo chia sẻ thêm của anh Thiết, thì kỹ thuật ghép đầu cành này là hoàn toàn mới. Khác với kỹ thuật ghép mắt và ghép cành, sẽ khắc phục được các nhược điểm của kỹ thuật ghép mắt và ghép cành. Khả năng nhân giống rất nhanh về số lượng do sử dụng một bo ghép chỉ là một mắt lá. Thao tác đơn giản, gọn gàng và rất nhanh, không mất quá nhiều thời gian để ghép, không cần chờ gốc ghép phát triển, cành nhánh nhiều. Việc che chắn bảo vệ bo ghép tác động bởi môi trường bên ngoài dễ dàng hơn. Quy trình ghép cơ bản thì mình nói chung mình sẽ nói ngắn gọn là bây giờ là về phôi á, là mình sẽ lấy bá lan mình cẩu lên, mình xả đất hết 100% luôn. Rồi sau đó mình vô chậu như vậy và đợi sau khi cái cây á, nó vừa bo nhựa hoặc nó ra đọt dài cỡ vậy à, mình có thể ghép. Mình sau đó mình cắt mình đóng vô đây. Thì sau đó mình mới cắt cái bo của cây đầu dòng á, cây bố mẹ siêu bông Sài Gòn á, là mình sẽ đây cắt cái mình đút vô đây. Đút vô đây mỗi cái một mắt thôi mà gọi là một bo. Mình sẽ nhét vô đây, nếu như mình tạm thời là mình sẽ gắn vô đây, tách cái vỏ ra. Rồi gắn vô sau thôi, sau đó là nó một tuần sau á là cái này nó sẽ dính, cái bo này dính. Nó dính xong là mình mới tiến hành mình tháo cái bịch này ra và mình uốn kẽm định hình liền. Với những ưu điểm của kỹ thuật ghép đầu cành của anh Trần Hữu Thiết sẽ giúp người chơi mai nâng cao trình độ kỹ thuật tay nghề trong lĩnh vực cây cảnh, mua bán và trao đổi gốc ghép, bo ghép, cây thành phẩm. Đồng thời với giải pháp này, anh Thiết đã tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Long An năm 2022-2023 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức.